Rồi, hello. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn buổi chiều vui vẻ ha. Thì nay thì thời tiết cũng tương đối ổn. Trời sáng giờ tương đối đẹp các bạn ơi. Sẵn quay nói về cái chủ đề mà này nè các bạn. Mình nghĩ là chắc các bạn cũng có số anh em mới làm sự kiện thắc mắc ha. Thì cũng sẵn quay chia sẻ luôn là tại sao cái hai cái giống sầu riêng mà là thứ nhất là giống ghi sáo và thứ hai là cái giống mỏng thon thì khi mà các bạn làm bông lấy ra bông lược ha, mà tại sao cái bông hoặc là cái trái của cái sầu riêng ghi sáo nó sẽ mau lớn, nó mau chạy trái, thì và đồng nghĩa với cái việc mà nó mau tới ngày mà mình bán hơn ha. Thì cũng chia sẻ cho những anh em nào chưa biết ha, còn những anh em nào biết rồi thì thôi ha, cái này thì chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân thôi nha các bạn. Rồi ok, thì thứ nhất là nó cái nguyên nhân chính là nó như thế này nè các bạn, nó nằm ở cái điểm này ha. Thì ở đây thì Út cũng đây thị phạm quay cho các bạn coi ha. Đây là một cái chùm trái của sầu riêng ghi sáo nha các bạn. Đó, hiện trạng thì trái nó đang chạy ha, lên gai ha, bắt đầu lớn nha các bạn. Đó, đầu chạy về thì tầm này thì khá ổn, khá yên tâm ha, nhưng mà nó chưa có thật sự an toàn nha các bạn. Đây nó còn rụng nữa các bạn, các bạn thấy không, cái cuốn này nó sẽ xả bớt nha. Ít khi nào mà nó đậu hết nha các bạn, nhất là những cái cành dưới thấp này nó sẽ có đầu ha. Nó sẽ có một số nó chạy và một số nó chưa chạy ha, chứ một số loại này nó còn bông ha, nhưng mà nó dạng như nó không đáng kể. Thì đa phần thì nó đã chạy, nó lớn như vậy các bạn. Nó thì khoảng 8-90% là nó lớn vậy ha, cùng một cổ bông ha. Đó, quay sơ lược cho các bạn xem, vừa quay vừa chia sẻ luôn ha. Đó, thì ở đây thì mình nói là cái dòng đời thứ nhất là cái nguyên nhân là cái dòng đời của cái thằng sầu riêng G6 này nó sẽ ngắn hơn cái dòng đời của cái thằng sầu riêng mỏng thon các bạn. Dòng đời là dòng đời trái nha các bạn, nói đây các bạn dễ hiểu ha. Dòng đời là cái dòng đời cái trái, cái chu kỳ mà mình thu hoạch đó các bạn, để cho nó dễ hiểu ha. Chu kỳ thu hoạch của thằng G6 này thì nó tầm khoảng là ở đây thì Út nông dân sẽ chia sẻ theo cái lý thuyết thôi nha, còn cái kinh nghiệm thì một hồi mình nói sao ha. Lý thuyết của theo cái lý thuyết của thằng dòng đời đại trái của thằng ghi sáo là nó nằm ở tầm khoảng 3 tháng ha, tính từ cái lúc mà sầu riêng của các bạn nó sổ nhị ha, dứt nhị xong ha, tới bán là khoảng 3 tháng là khoảng 90 ngày các bạn. Còn cái dòng đời của thằng sầu riêng mỏng thon thì nó sẽ kéo dài hơn ha, kéo dài hơn tháng rưỡi, thì tức là khoảng 3 tháng rưỡi là khoảng 105 ngày các bạn. Nó thì nói rõ thì cho anh em nào mình chưa nắm được thì mình nắm ha, nhưng mà trên cái thực tế các bạn thì nếu mà các bạn bán cho lái thì không bao giờ mà nó đúng cái tầm đó bạn, có thể là nó bạn bán nó sớm hơn ha, tùy theo mà cái thời điểm cái thị trường cái trái sầu riêng của mình nó hút hay không nữa ha. Nếu mà nó hút thì thời gian mà các bạn bán nó sẽ rút ngắn lại ha, thời gian thu hoạch sẽ thu hoạch sớm hơn, thì thu hoạch càng sớm thì cái cây sầu riêng của các bạn nó sẽ khỏe ha, ít bị tổn suy cây ha các bạn. Nó quay cho các bạn coi ha, hiện trạng của trái trên ngọn nó còn rất là nhiều ha. Thì quay nó các bạn, trái thì trạng thì nó tương đối ổn nha các bạn, nhưng mà tầm này thì nó chưa có an toàn đâu, nên này mà dính mưa ha, dính mưa dầm, nếu mà tiếp tục dính mưa dầm thì nó sẽ rụng, nó xả rất là nhiều ha các bạn. Nhưng mà ở đây thì cố gắng, Út nông dân sẽ cố gắng ha, giữ kéo cái trái của mình, thúc cái trái của mình cho nó mau lớn, nó nhanh nhất có thể ha, để mình cho nó lớn thì dòng cây sáo này thì nó lớn thì nó sẽ rất là ít bị rụng ha các bạn. Nó để nó vượt qua cái giai đoạn nguy hiểm này cho nó nằm vào cái
cái vùng an toàn ha. Cái này thì chưa có an toàn lắm nha các bạn. Đó, nó quay cho anh em tham khảo ha. Vui ha, phấn khởi ha các bạn. Đó, hôm nay thì thời tiết thì nó đỡ lắm các bạn, tương đối ổn định ha, đẹp ha, đỡ hàng năm rồi ha các bạn. Bạn nhớ những cái video clip mà trước mà mình chia sẻ ha, thì những cái năm trước nó cái thời tiết nó không thất thường, rất là vất vả ha các bạn, làm thì rất là cực ha. Đó, nhưng mà năm nay thì vậy thì cũng khả quan, cũng mừng rồi các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Đó, bạn thấy không? Thì nó cũng có số trái nó lớn hơn ha. Thì nó chủ nhật trước, nó đậu trước thì trái này thì nó sẽ lớn hơn các bạn. Đó, đó, thì cái này thì tầm giai đoạn này thì mình cũng không có tỉa ha. Thì để cho trái nó lớn, nó ổn định lên cái đi, rồi mình bắt đầu mình tiễn sao ha, cũng không muộn ha các bạn. Này thì chưa có ra hình gì ha, chưa có ra hình dạng gì hết nên mình không có tỉa được nha các bạn. Ở đây, ở đây là trái của mình là nó không có phát lo ha. Như lúc trước mình nói là ở đây là mình dừng, mình rất ít có sử dụng phát lo ha các bạn. Còn những anh em nào yêu cầu thì mình mới chia sẻ video clip để sử dụng phát lo thôi, chứ thực chất là sử dụng phát lo nhiều khi lợi bất cập hại, nó không có tốt đâu nha các bạn. Đừng có nên lạm dụng nó nha. Tại vì một mùa vụ thì mình đã lạm dụng, mình sử dụng để mình xử lý ra bông rồi. Thì ở đây thì hạn chế mình không có xịt nữa nha. Thì quan trọng là cái cách mình sửa trái ha. Khi mà nó méo thì mình sửa thôi ha. Còn nếu mà anh em nào mới làm á thì mình còn tay nghề mình còn yếu ha. Thì mình muốn cho nó chắc thì các bạn tùy các bạn thôi ha. Chứ cái đó là mình không có khuyến khích nha các bạn. Thì khuyến khích các bạn thì nhiều khi các bạn làm thì các bạn hư hao hư hại gì mình cũng buồn lắm các bạn. Với lại nhiều anh em thì làm họ chia sẻ mà anh em làm không có đúng, anh em quay lại anh em chửi mình thì cũng tội nghiệp cho mình ha. Đây là mình chia sẻ thực tế thôi, làm sao mình chia sẻ vậy thôi. Cái anh em nào thấy hợp lý thì mình có thể mình làm theo, còn cái anh em nào mà không thấy không được thì thôi. Chứ đây thì mình đâu có ép ai làm theo mình đâu hết các bạn. Bạn thấy đạt thì các bạn làm theo thôi, còn không bạn không thích thì thôi, đâu có gì đâu. Thì quay video YouTube này thì chủ yếu là cũng hy vọng có lượt xem cho vui thôi các bạn. Còn nhiều người thì vô nói là quay gì mà nói dài dòng quá, thì mình thấy mình cũng đâu có gì đâu dài các bạn. Thì video chỉ có vỏn vẹn tên 10 phút xíu thôi, 10 phút mười mấy phút thôi. Nhiều người nói quay gì nói dài dòng quá thì chắc do thói quen của mình, thì mong cũng bạn xem cũng thông cảm ha. Đó các bạn, thì nói nhiều thì cũng lặp đi lặp lại, thì cũng muốn nhấn mạnh cho các bạn nhớ thôi, chứ với lại cái thói quen thôi, chứ không phải là mình muốn vậy đâu các bạn. Đó, đó. Nhiều khi mà quay mà nói qua mà không có giải thích cho các bạn hiểu thì các bạn cũng đâu có nắm được gì đâu, đúng không? Thì bắt buộc thì mình cũng phải nói và mình phân tích luôn, chia sẻ và phân tích luôn các bạn, có gì các bạn cũng thông cảm ha. Thì anh em thì lịch sự với nhau thôi, chứ đâu có gì đâu phải khó chịu nhau làm gì các bạn. Đó, quay cho các bạn xem, chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm nè, và quay cho xem cho vui thôi. Đó các bạn, cùng giao lưu thôi các bạn. Đó, bạn thấy không, trái mà nó lớn vậy là nó rất là cưng ha. Đó, đó. Thì mình trồng cái sầu riêng ghi sáu này nè các bạn, thì được cái thì nó dễ đậu trái hơn mỏ thon chút xíu thôi, theo mình đó nha, dễ đậu hơn chút xíu thôi, chứ thật ra là ghi sáu này nó dở hơn mỏ thon nhiều thứ lắm nha các bạn. Thì nếu bạn chọn trồng thì các bạn nên, theo mình đó thì các bạn nên chọn mỏ thon thái, các bạn trồng cho nó đạt hơn ha, nó có năng sức và cái khả năng sinh trưởng của nó mạnh ha, mau lớn ít sâu bệnh các bạn. Chứ bạn trồng ghi sáu này là hồi xưa thôi, còn giờ cái kinh nghiệm cái mình nó nhiều rồi, thì mấy anh em nào mới trồng thì mình nên trồng mỏng thon thì nó sẽ đạt hơn ha. Đó, cái đó là chia sẻ của Út Nông Dân ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha, quay tối quá cũng không có thấy gì các bạn ơi. Đó,
Rồi, nếu mà thấy video hữu ích thì cho Út Nông Dân một lượt like hay một lượt chia sẻ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.